phân là khương ca cái cha cha còn quá con lớn nên nào có kỳ nuôi cha hai có cha không có hổ nữa. Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Tên Đỗ Văn Tùng, đang sống huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Có Đỗ Quốc Bảo, có hai cha con đang học mẫu giáo, năm nay lên lớp 1 mà bị dịch thì không đi học được. Đối với cái hộ của ông Đỗ Văn Tùng á, thì thuộc vào cái hộ nghèo của ấp. Hiện tại thì ở địa bàn ấp thì ở nhà đậu trên cái phần đất của người chị. Đó, lúc đó đi ghe về rồi chiều ngủ rồi xong rồi tới 2 giờ khuya cái bắt đầu nó lên máu không may cái nó méo miệng tới 2 giờ sáng nó méo miệng ở trên có mấy người ở xóm người ta lại ta kêu cửa rồi không có lên tiếng ứ người ta mới nói bệnh rồi người ta mới vọng cửa vô thì thấy nằm không có đi được liền dò tay rồi. Bây giờ chuyển đi ra cấp cứu ngoài đi ra tới Minh Lương thì người ta nói bị tai biến. Bệnh nền này là phải đi chăm cứu ngày thương dân tộc. Và cả gần tháng ngoài phải đi hoài. Chăm cứu rồi thuốc men máu nó mới lưu thông mới hoạt động được. Còn không có đi thường thì cái giò mình nó có tật luôn, tay mình có thể rút cơ luôn. Tôi tên là Trần Điền Trung Kiên, 36 tuổi và quê ở Vĩnh Long ạ. Thông qua một người chị hay làm thiện nguyện thì mình cũng biết được hoàn cảnh của chú Tùng cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn do là mấy năm trước là chú chẳng may bị tai biến cho nên hiện tại bây giờ là không có làm được gì, đi đứng cũng rất là khó khăn mà còn phải nuôi một đứa con nhỏ nữa đang tuổi đi học, tuổi ăn tuổi lớn nữa. Gạo hết rồi kia em có cái ngày này kia cho rồi cho hết ăn cũng đâu có đi làm được đâu rồi có gì cha con ăn ở đấy ăn thì có tiền mua cá ăn không có tiền thì ăn nước mắm có quẹt hai cha con ăn xài nước xong rồi nước xong rồi nó ngọt rồi cũng xài đỡ thì nó dơ cũng xài đỡ và tắm giặt thì cũng tắm rửa chén quát rồi tắm giặt rồi cũng ở dưới sông nước chung lưu hứng đó, vô gạo nấu cơm. Tôi cũng mong muốn khỏe khỏe lại nó đỡ bệnh để đi kiếm làm gì để có tiền để thêm chút bệnh để cho mua đồ ăn uống cho bé Bảo nó ăn vì nó cũng đang tuổi ăn tuổi lớn rồi chứ ai nó có nhiều lúc thấy ăn rau ăn rác với tôi không mà thấy cũng tôi nghẹt nó thân là khương ca cái cha cha còn quá con lớn nên nào có kỳ nuôi cha hai cô cha không có hổ nữa. Vì biết được cái hoàn cảnh khó khăn đó nên mình quyết định tham gia cái chương trình này để mong giành được một cái phần thưởng góp phần giúp đỡ cho chú trang trải cuộc sống cũng như là một phần nào đó chi phí để cho bé Bảo có thể tiếp tục được con đường đến trường sau này. Lúc cha tôi Cảm ơn em với ca khúc Làm Cha, một ca khúc rất ngọt ngào nhưng mà nó cũng đầy ý nghĩa và nó rất là phù hợp với cái câu chuyện mà chúng ta vừa được chứng kiến. Câu chuyện của anh Tùng ở Kiên Giang, một người đàn ông cùng với một đứa con trai còn rất là nhỏ, gương mặt kháu khỉnh, sáng sủa, thông minh. Tiếc là anh Tùng bị bệnh cho nên là một bên chân và một bên tay đã bị liệt,
không còn có thể lao động được nữa. Và hiện nay thì gần như là hai cha con hoàn toàn không có một đồng thu nhập nào cả. Và cuộc sống hàng ngày là phải dựa vào hàng xóm. Những bữa cơm cũng chỉ là dựa vào hàng xóm, từng cái lon gạo hay là từng chai nước mắm, tất cả mọi cái. Và hầu như ngày nào cũng chỉ là cơm và kho quẹt, không còn món gì khác nữa. Và ngày hôm nay thì anh Tùng không lên đây để tham gia chương trình được, bởi vì bệnh tật của anh cũng như đường xá không cho phép. Và chúng ta sẽ kết nối cùng với anh Tùng để có thể hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của anh nha. Dạ, xin chào anh Tùng ạ. Dạ, xin chào. Con tên gì vậy con? Dạ, Quốc Bảo. Con Quốc Bảo, con mấy tuổi rồi? Dạ, 7 tuổi. 7 tuổi ha. Hôm nay nhà mình ăn cơm gì nè? Ăn cơm với gì? Cơm với quẹt. À, ăn cơm với kho quẹt, ngày nào cũng ăn cơm với kho quẹt hả con? Bây giờ con nói cho mọi người nghe xem, con thèm ăn có món gì? Con thích ăn món gì? Ăn với trứng. À, ở hiện nay thì nhà mình gần như là anh không có đi làm gì cả không anh Tùng, vì sức khỏe đúng không anh? Dạ em không có đi mần gì được, nó bệnh nó liệt giò tay rồi, nó tệ quá không có đi làm. À, anh có phải uống thuốc mỗi ngày không anh? À, lấy thuốc uống hoài nó đỡ, uống nó tê nó ấy mà. Thường thường á, mình thấy mỗi lần mà Trâm thấy cảnh gà trống nuôi con thì Trâm rất là thương. Bây giờ á, cho con hỏi xíu là chú mong muốn điều gì nhớ? Bây giờ mình bệnh hoạn, giờ khổ quá, giờ cũng mong muốn gì cũng muốn, thì cũng muốn nha, mình có chút tiền để đi trị bệnh với rồi cho bé Bảo đi học á con. Cho dạ. Con nói chuyện với bé Bảo đúng không con? Con tên Bảo đúng không? Dạ. À, thấy Bảo, mặt Bảo rất là đẹp trai nha. Con thương ba nhiều không? Dạ thương. À, con đi học rồi con muốn làm nghề gì? Làm gì hết trơn. chưa nghĩ đến tương lai, chưa nghĩ đến tương lai. À, chào anh Tùng. Anh biết tên mình không? Dạ biết. À, ca sĩ. Dạ. Xin chào, trời ơi thương lắm. Miền Tây là nguyên cả một tuổi thơ của Ngọc Sơn nằm ở miền Tây mà đi hát nó quá trời phải không? Thương dân miền Tây chất phát thật thà thiệt tình. Bảo con ơi chú Sơn nè, chú Sơn nè. Chú gửi tặng cho con 5 triệu nha. Vui lên nha. Đây nè. Con chú. Mà hai cha con khó khăn đó nhưng mà thấy tình tươi. Yêu thương nhau lắm. Bảo ơi. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Bây giờ cô Trâm cũng tặng cho con với ba 5 triệu nha. Về lấy tiền. Dạ. Nói ba mua trứng cho ăn nghe không? Dạ. Rồi ráng học giỏi để mai mốt cái đi làm kiếm tiền lại nuôi ba nghe không? Dạ cảm ơn cô. Rồi, ngoan quá. À, chú Nghĩa sẽ gửi tặng cho gia đình của con 3 triệu nha con nha. Dạ. Thì thấy con cưng mà ngoan nữa nên chú đã có một ít gửi con với lại ba con ha. Dạ con có bơn bác. Trời ơi trời ơi, bước lại mà kêu bác chú thôi con ơi. Anh giữ gìn sức khỏe nha, và Bảo cũng vậy nha con, ngoan nha con.